Cao thủ trí nhớ Mai Tường Vân thăng hạng nhan sắc, xuất bản cả sách sau 3 năm rời siêu trí tuệ. Mai Tường Vân là cái tên quen thuộc với khán giả siêu trí tuệ Việt Nam. Ngoài khả năng ấn tượng điều khiến cô gái này được nhiều người chú ý, có lẽ cũng nằm ở ngoại hình nhỏ nhắn ưa nhìn của mình, Mai Tường Vân tốt nghiệp khoa tiếng Anh trường Đại học Mở Hà Nội. Sau khi có bằng cử nhân, cô gái sinh năm 1991 tiếp tục nhận được học bổng toàn phần du học Đài Loan với chương trình thạc sĩ. Sau đó cô sang Philippines làm việc. Năm 2016, Mai Tường Vân ghi danh giải đấu vô địch trí nhớ thế giới lần thứ 25 diễn ra ở Singapore. Cô chính là đại diện Việt Nam duy nhất và cũng là vận động viên có thời gian chuẩn bị ngắn nhất cuộc thi nhưng lại có kết quả đáng nể. Mai Tường Vân từng gây bất ngờ khi trở thành nữ chính của chương trình Hẹn Hò Người Ấy Là Ai. Cô lựa chọn đúng chàng trai độc thân, tuy nhiên sau thời gian tìm hiểu, cả hai chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Sau 3 năm rời siêu trí tuệ Việt Nam, Mai Tường Vân ở thời điểm hiện tại trong lột xác thấy rõ, cao thủ siêu trí tuệ vẫn độc thân dù ngày càng thăng cấp trong phong cách thời trang lẫn ngoại hình. Vừa qua, cô có xuất bản một cuốn sách có tựa đề Giải Mã Siêu Trí Nhớ do chính cô là tác giả.